Đây là con mực cót á. Con mực cót nó có nhiều màu. Màu sắc ngẫu nhiên á, nhiều màu. Ủa này gì vậy? Tặng lên 4 vòng á, con đưa coi. Rồi, như tụt cót rồi. Gãy vô hay gì rồi. Ngủ háo ra khác thôi. Rồi. Xài bằng cót ha. Lấy con màu xanh ra cho con. Rồi đó, con đưa ok đó. Đây, chúng ta vặn lên 4 vòng đó. Rồi, không xong rồi. Nói gì trời vậy? Thử con khác đi, thử con khác đi. Đây, con này là con mực nè. Con mực cũng dùng cốt. Nó có nhiều màu sắc, màu hồng, màu xanh, màu vàng. Xanh nước biển ha. Đây, cái hình ảnh nó như thế này nha. Dặn cốt lên 4 vòng. Dặn cốt lên 4 vòng. Cái này được nè. Buông ra nó chạy, buông ra nó bò. Rồi, nó bò, con mực nó bò làm gì các bạn? Con mực nó bò ha. Khá là dễ thương. Lựu đạn. Ê, dụ dây qua đây kìa. Cái đậu xanh. Nó bò đây. Con nhận lại dùm cha coi. Đây nó bò đây. À, nó nhìn dễ thương, khá dễ thương chị bạn ha. Khá là dễ thương. Rồi, nó có rất là nhiều màu sắc ha, màu hồng, màu xanh lá cây, màu vàng, xanh nước biển, nó nhiều màu.